Và đẩy bóng của Duy Mạnh lại là một tình huống phạm lỗi nữa. Chắc chắn là phải có thẻ. Những pha phạm lỗi như này mà không có thẻ thì trọng tài phải nói là quá tệ. Một lối đá rất thô bạo của cầu thủ xứ Vạn Đảo. Người vừa phải nhận chiếc thẻ vàng là cầu thủ mang áo số 21 Sia Bandi. Chúng ta cùng xem lại. Pha vào bóng bằng cả hai chân. Rất nguy hiểm. Tăng tốc biên chế của Hà Nội FC. Nguy hiểm. Bóng vừa trôi qua tầm với của thủ môn Hariyato. Tuy nhiên cú chèo bóng của Công Phượng hơi sâu. Một pha vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ bên phía U2 Indonesia. Văn Thanh đang tỏ ra rất đau đớn. Trọng tài đang gọi Febri ra. Sẽ cần phải có những lời cảnh cáo và thậm chí là một chiếc thẻ vàng. Cầu thủ vừa phạm lỗi với Văn Thanh là Febri Hadiyayi. Chúng ta đang kiểm soát đa số thời gian bóng trên sân. Một pha phạm lỗi. Sẽ có một quả đá phạt cho U2 Việt Nam. Người bị phạm lỗi là Hồ Tuấn Tài. Rồi là một pha bóng rất quyết liệt. Và Văn Toàn đã vượt qua tới hai cầu thủ bên phía U2 Indonesia. Trọng tài người Oman đang có những nhắc nhở với một số cầu thủ bên phía U2 Indonesia. Những pha vào bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ đến từ xứ Vạn Đảo. Lối chơi quen thuộc mà cầu thủ vừa nằm sân đang có những tình huống khiêu khích lại với Văn Toàn. Lại là một tình huống vào bóng rất rát. Người bị phạm lỗi là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không, người vừa bị phạm lỗi là Hồ Tuấn Tài. Trọng tài vẫn chưa hề rút ra một chiếc thẻ nào cho các cầu thủ áo trắng. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống phạm lỗi với Văn Toàn. Ngay sau đó thì vừa rồi Hồ Tuấn Tài vừa bị phạm lỗi. Sẽ có một chiếc thẻ nữa chăng? Vâng, trọng tài vừa rút thẻ ra rồi. Sẽ là một chiếc thẻ vàng nữa. Và điều đó sẽ đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ dành cho Sia Bandi. Đã có chiếc thẻ đỏ rồi. Một tình huống xử lý chính xác của trọng tài. Sia Bandi đã có một tình huống cùi chỏ vào mặt của Hồ Tuấn Tài. Thẻ vàng thứ hai dành cho Sia Bandi và một chiếc thẻ đỏ. Những phút tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết người. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là một tình huống đánh nguội của Sia Bandi. Xứng đáng phải nhận chiếc thẻ, thậm chí là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống thi đấu rất xấu và rất thiếu fair play. Đây là một tình huống xứng đáng. Đã có lỗi rồi. Và phạm lỗi của tiền đạo Wanegua. Người bị phạm lỗi là Quang Hải. Điểm đi. Quang Hải đã có một tình huống phạm lỗi, trọng tài không thổi còi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trọng tài không hề cắt còi. Tôi đã thấy Quang Hải bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tình huống này phải có một quả penalty. Quang Hải đã đẩy bóng qua áng của hậu vệ rồi. Và đó là một tình huống phạt trúng chân của Quang Hải.